bởi hệ thống đơn giản trị bệnh. Đường xa xa xôi, có lúc đi bộ một hay hệ hướng. Hệ hướng thay cho đi bộ chỉ có dùng lửa lửa. Dùng lửa chung tiền này thay đi bộ. Giao thông rất bất tiện. Bệnh nặng phải mời thầy thuốc, phải ở nhà mấy ngày. Làm gì thuận tiện như bây giờ? Thầy thuốc chỉ cần gặp người bệnh đưa lời, không có lý nào nói không đi. Không thể nói được quá xa, quá khổ cực, không thể được.